Phun cái cơm bò làm đẹp ăn Tết cho anh khách nè, anh hài lòng quá trời luôn. Môi này thì là phun collagen hôm bữa, mình cam kết là tầm 3-4 năm nó lên màu đẹp nha. Làm video review cơm bò làm đẹp ăn Tết cho anh khách, cô gái khiến dân mạng cười lộn ruột. Mới đây một đoạn clip chia sẻ về xu hướng làm đẹp mới cho năm mới. Với thời buổi kinh tế khó khăn, cần ưu tiên làm đẹp theo cái kiểu phát tướng phát tài, không thu gọn, thu nhỏ những nơi không cần thiết. Theo gói làm đẹp toàn diện từ môi tới mình cho anh khách ruột của spa thì riêng phần môi á phải đợi từ 3 đến 4 năm nữa mới lên được cái màu đẹp. Còn lại các vị trí khác như là mũi, là eo hay tai đều được bơm phồng lên để đón tài rước lộc cho năm mới. Răng thì bọc sứ cách nhiệt chống xước 4 cây hàm dưới, chưa có tiền làm hết, làm phòng cánh mũi tài lộc. Chứ đã thời buổi kinh tế khó khăn, tiền bạc thì không có mà còn đi thu nhỏ cánh mũi nữa thì tài lộc thấy đường đâu mà vô. Tim tai tài lộc thì ít nhất tim cái tai cũng phải cỡ này nè, tài lộc mới thấy đường mà vô nghe. Triệt long lường dưới tại vì ngân sách chỉ có đủ làm nửa body thôi. Tạo hình dòng hai theo xu hướng phát tướng phát tài. Để hài hòa hơn thì phải tạo hình mặt nữa, gọt hàm tạo mặt hình trái mận, cái dáng mặt này nó mới sang, chứ mà V-line hay má baby gì đó là lỗi thời rồi nha. Làm xong anh khách ảnh hài lòng tới mức ảnh đòi kéo cả họ tới làm luôn đó. Chỉ tiếc là kinh phí hạn hẹp, còn nhiều phần muốn làm nhưng mà chưa có đủ điều kiện. Chẳng hạn như là cái phần eo muốn bự ra thêm chút nữa mà không có đủ tiền. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người cười ngất trước chiếc video combo làm đẹp ăn Tết của cô gái. Một số bình luận được mọi người để lại: hay quá, cho tôi xin cái địa chỉ và giá tiền với, tôi hỏi cho nhỏ bạn. Nằm ngay đơ luôn trời, bộ sợ nhúc nhích là không có được đẹp hả bé ơi. Mà phải công nhận là hàm răng bà đẹp hơn cái răng tôi nữa trời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.